Quảng Ninh, lái xe làm giả con dấu để đưa khách qua chốt kiểm dịch COVID-19. Ngành thuế sẽ nắm doanh thu người bán trên sàn thương mại điện tử từ 2022. Hà Nội, cứu thanh niên bị gió cuốn ra giữa hồ Tây. Thái Lan siết chặt hoạt động của thủ đô. Indonesia số ca mắc COVID-19 cao chưa từng thấy. Euro 2020, tuyển Phần Lan bị loại, cổ động viên mang virus về nước. Vụ sập chung cư 12 tầng ở Mỹ, tai họa đã được cảnh báo từ 3 năm trước nhưng bị phớt lờ. Ông Trump tuyên bố sẽ chiến thắng lần thứ 3. Người Hàn Quốc kinh hoàng với cách sản xuất kim chi của Trung Quốc. Hồ dưới bề mặt sao hỏa ngày càng mở rộng, bí ẩn khiến NASA bố rối. Tanzania khôi phục dự án cảng Ấn Độ Dương trị giá 10 tỷ USD với Trung Quốc. Phóng viên chụp ảnh cụ già mắc Covid-19 chết trên đường phố Vũ Hán, đoạt giải nhiếp ảnh xuất sắc. Các nhà ngoại giao chiến lang Trung Quốc có có thể dừng nhẹ nanh múa vuốt. Quý vị đang theo dõi bản tin tối ngày 27 tháng 6 của DKN TV. Sau đây là các nội dung chi tiết. Mở đầu chương trình sẽ là phần tin trong nước. Công an thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh ngày 27 tháng 6 cho biết, vừa bắt một tài xế làm giả con dấu để đưa khách qua chốt kiểm dịch COVID-19. Tài xế này là Sèn Văn Hiệp, sinh năm 1997, ở tỉnh Lào Cai, hàng ngày sử dụng ô tô chở khách từ trạm thu phí cầu Bạch Đằng về nút giao tiền phong thuộc thị xã Quảng Yên để trốn tránh việc khai báo y tế. Hiệp nảy sinh ý định làm con dấu giả, chống con dấu của chốt kiểm dịch để đóng cho khách. Hiệp dùng điện thoại chụp lại dấu thật và thuê làm một con dấu giả tương tự của chốt kiểm dịch. Từ khi có con dấu giả trên, Hiệp đóng dấu cho khoảng 10 khách nhằm trốn tránh không khai báo y tế khi đi qua chốt kiểm dịch tại cầu Bạch Đằng. Ngoài ra, Hiệp còn sử dụng dấu giả để đóng cho hai người khác nhằm mục đích thu tiền. Tại cơ quan công an, Hiệp khai ngày 25 tháng 6 đã đóng dấu và thu 300.000 đồng của anh Đào Văn Dũng, sinh năm 1981, chú Thanh Hóa. Tuy nhiên, khi qua chốt kiểm dịch, anh Dũng đã bị lực lượng chức năng phát hiện là dấu giả. Dự kiến đầu năm sau, sàn thương mại điện tử phải kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Đây là một trong những nội dung trong thông báo của Tổng cục Thuế về dự kiến lộ trình việc kết nối cung cấp thông tin thay vì áp dụng chính thức từ ngày 1 tháng 8. Theo lộ trình này, từ nay đến trước 1 tháng 8, Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với Bộ Công Thương sẽ khảo sát thực tế một số sàn giao dịch thương mại điện tử để xây dựng chuẩn dữ liệu dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn. Từ mùng 1 tháng 8 đến trước mùng 1 tháng 10, Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện trình các cấp có thẩm quyền ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin. Từ mùng 1 tháng 10 đến hết năm nay, Tổng cục Thuế và các sàn sẽ nâng cấp ứng dụng để đảm bảo việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử. Từ mùng 1 tháng 1 2022, sàn thương mại điện tử kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử. Với lộ trình dự kiến này, Tổng cục Thuế đề nghị Hiệp hội Thương mại Điện tử Việt Nam và các sàn giao dịch thương mại điện tử có đề xuất cụ thể chậm nhất trước 3 tháng 7. Lộ trình này được đưa ra sau khi quy định các sàn thương mại như Shopee, Tiki, Lazada, Sendo phải khấu trừ thuế trực tiếp trên doanh thu người bán, gặp phải nhiều ý kiến trái chiều về tính hợp lý và chưa nhất quán với các luật về thuế. Theo Nghị định 126 và Thông tư 40 do Bộ Tài chính ban hành, sàn thương mại điện tử có trách nhiệm cung cấp thông tin người bán, bao gồm doanh thu, tài khoản, ngân hàng và mặt hàng kinh doanh cho cơ quan thuế để quản lý thuế hiệu quả hơn. Thông tư 40 quy định cụ thể về trách nhiệm của sàn thương mại điện tử có hiệu lực từ ngày 1 tháng 8. Tuy nhiên, nhiều sàn thương mại điện tử lo ngại đây là khoảng thời gian quá ngắn để họ kịp chuẩn bị hệ thống cho việc thu thập dữ liệu và báo cáo theo yêu cầu của cơ quan thuế. Bên cạnh đó, quy định tại thông tư 40 cũng yêu cầu các sàn thương mại điện tử Dần dần theo lộ trình sẽ phải khai, nộp thuế, thay hộ cá nhân kinh doanh trên sàn. Quy định này đang có nhiều ý kiến trái chiều về tính hợp lý và chưa nhất quán với các luật về thuế. Ngày 27 tháng 6, công an quận Tây Hồ Hà Nội đã kịp thời cứu nam thanh niên bị gió cuốn ra giữa hồ Tây trong cơn mưa rông lớn chiều tối qua. Cụ thể, khoảng 18 giờ 55 ngày 26 tháng 6, đơn vị nhận tin báo có người bị gió cuốn ra giữa hồ Tây, không bơi vào bờ được, đang gặp nguy hiểm. Khu vực nạn nhân gặp nạn Tại điểm đầu ngõ 47, Quảng Khánh, phường Quảng An. Nạn nhân tên Nguyễn Đức A, sinh năm 1995, trú ở quận Hai Bà Trưng, vẫn thường ra hồ Tây chèo thuyền. Chiều 26 tháng 6, anh A cùng một người bạn đang chèo thuyền trên hồ, bất ngờ gặp số to. Người bạn sợ quá nhảy vội xuống và bơi được vào bờ, còn anh A bất ngờ bị chuột rút nên bị gió và sóng cuốn ra xa. Rất may cả hai người trên thuyền đều mặc áo phao. Với 4.161 ca mắc mới và 51 ca tử vong trong 24 giờ qua, Thái Lan ngày 27 tháng 6 đã công bố những hạn chế mới tập trung vào thủ đô Bangkok nhằm ứng phó với đợt dịch bùng phát tồi tệ nhất của nước này từ trước tới nay. Các biện pháp mới sẽ được thực hiện trong 30 ngày kể từ ngày 28 tháng 6, bao gồm lệnh hạn chế áp dụng với các nhà hàng ăn uống ở Bangkok và 5 tỉnh lân cận. Các trung tâm mua sắm ở các khu vực trên phải đóng cửa trước 21 giờ và các bữa tiệc hoặc các hoạt động có sự tụ tập của hơn 20 người sẽ bị cấm trong cùng thời gian. Các nhà chức trách sẽ thiết lập trạm kiểm soát ở Bangkok và 5 tỉnh để hạn chế việc đi lại và di rời của công nhân xây dựng và cũng sẽ có trạm kiểm soát 4 tỉnh ở phía nam gần Malaysia. Trong khi đó, số ca mắc viêm phổi vũ án tại Indonesia tăng kỷ lục vào ngày 26 tháng 6 với hơn 21.000 ca mắc mới, mức cao nhất kể từ khi dịch bệnh bùng phát. Trong 24 giờ qua, Indonesia ghi nhận 358 trường hợp tử vong, tổng số ca mắc viêm phổi vũ án ở quốc gia đông nam á này hiện là khoảng 2,1 triệu ca và 56.729 người không qua khỏi, cao nhất ở khu vực đông nam á. Tuy nhiên tỷ lệ xét nghiệm vẫn ở mức thấp và các chuyên gia cảnh báo con số thực nhiễm có thể cao hơn nhiều. Các bệnh viện ở Indonesia chịu áp lực sau khi một loạt các ca nhiễm dịch liên quan đến các biến thể mới và vào thời điểm tháng lễ ăn chay Ramadan của người hồi giáo kết thúc. Trong một số trường hợp những người dương tính với viêm phổi Vũ Hán không còn chỗ nhập viện và được yêu cầu tự cách ly trong những ngôi nhà chật đẹp với nhiều người càng khiến tình hình trở nên tồi tệ. Đội tuyển bóng đá Phần Lan kết thúc vòng chung kết Euro 2020 với vị trí đứng thứ 3 bảng B và đã bị loại. Tuy nhiên điều đáng buồn hơn là hàng loạt cổ động viên nước này đã bị nhiễm virus viêm phổi Vũ Hán sau khi trở về từ Nga. Viện Y tế và Phúc lợi Phần Lan ngày 26 tháng 6 cho biết nước này ghi nhận hơn 120 ca nhiễm vì phổi vụ án trong số 2.000 người trở về từ thành phố Petapur của Nga, chủ yếu là người hâm mộ bóng đá, đồng thời cảnh báo số ca nhiễm sẽ còn tăng thêm. Giới chức Petapur, thành phố lớn nhất thứ hai của Nga, đã tắt chặt các hạn chế nhằm ngăn đại dịch sau khi ghi nhận số ca nhiễm tăng lên liên quan đến biến chủng Delta. Lệnh hạn chế bao gồm đóng cửa các khu ẩm thực trong trung tâm thương mại và các khu vực dành cho cổ động viên Euro 2020. Ptepur đã ghi nhận 107 ca tử vong trong 24 giờ qua. Đây là số ca tử vong cao nhất tại một thành phố của Nga từ khi viêm phổi vụ án xuất hiện ở nước này. Tổ công tác đặc biệt chống viêm phổi vụ án của Nga thông báo gần 22.000 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, bao gồm gần 8.500 ca tại thủ đô Moscow và hơn 1.200 ca tại Petersburg. Liên quan đến vụ sập trung cư 12 tầng ở Champlain Tower, ở hạt Miami Dade, bang Florida, Mỹ, một báo cáo mới được công bố cho thấy một kỹ sư đã tìm thấy bằng chứng về hư hỏng kết cấu lớn bên dưới sàn hồ bơi và sự xuống cấp bê tông trong hầm để xe của trung cư từ năm 2018. Báo cáo được đưa ra cho ban quản trị trung cư để chuẩn bị cho một dự án sửa chữa lớn được tiến hành trong năm nay. Tuy nhiên, việc sửa chữa chưa được tiến hành thì thảm kịch đã xảy ra. Thị trưởng hạt Miami Dade Bà Daniel Levin Cavar cho biết, các quan chức đã không được biết về báo cáo. Phó thị trưởng Tinepo gọi vấn đề về cấu trúc được mô tả trong tài liệu là rất đáng báo động trong một email vào sáng thứ bảy. Hiện vẫn chưa rõ liệu thiệt hại được mô tả trong báo cáo có liên quan đến sự sụp đổ của tòa nhà vào hôm thứ năm hay không. Donald Baker, một luật sư làm việc với hiệp hội căn hộ tại Champlain Towers South, cho biết các vấn đề được nêu trong nghiên cứu kỹ thuật năm 2018 là điển hình đối với các tòa nhà cũ trong khu vực nhưng các thành viên hội đồng quản trị trung cư đã không đưa ra bất cứ cảnh báo nào. Khoảng 55 trong số 136 căn hộ của trung cư Chaplin Tower bất ngờ đổ sập vào dạng sáng ngày 24 tháng 6, theo giờ địa phương. Khi phần lớn cư dân trong căn hộ vẫn đang ngủ, hiện vẫn còn 156 người chưa xác định được tung tích. Theo các nhà chức trách, khả năng sống sót của những người này là rất ít bởi một đám cháy vẫn đang âm ỉ bên trong đống đổ nát. Thưa quý vị, liên quan đến tin tức cựu Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tái xuất tổ chức các cuộc vận động lớn, khởi đầu các sự kiện công khai trước cuộc bầu cử 2022. Vào hôm 26 tháng 6, ông Trump khẳng định sẽ cùng Đảng Cộng Hòa giành lại cả Hạ viện và Thượng viện. Trong bài phát biểu đầu tiên thuộc chuỗi chiến dịch vận động tại bang washington, bang Ohio, ông Trump vẫn để ngỏ câu hỏi liệu ông có tái tranh cử vào năm 2024 hay không. Reuters đưa tin, Chúng ta đã chiến thắng hai đợt bầu cử và chúng ta có thể sẽ lại chiến thắng lần thứ ba. Điều đó hoàn toàn có thể, ông Trump nói. Mặc dù vẫn giữ kín các kế hoạch chính trị của mình, ông Trump mạnh mẽ lên tiếng ủng hộ việc đưa Đảng Cộng Hòa nắm lại quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện Hoa Kỳ. Chúng tôi sẽ lấy lại Hạ viện, chúng tôi sẽ lấy lại Thượng viện và chúng tôi sẽ lấy lại nước Mỹ. Chúng tôi sẽ sớm làm điều đó, cựu Tổng thống nói. Sau khi video người đàn ông cởi trần làm việc tại một nhà máy sản xuất kim chi ở Trung Quốc lan truyền khắp Hàn Quốc, người dân xứ sở kim chi đã bắt đầu dè dặt hơn đối với thực phẩm nhập khẩu Trung Quốc. Theo hình ảnh trong video, một người đàn ông cởi trần ngâm mình trong bể lớn chứa đầy cải thảo. Nước trong bể có màu lạ lạ. Thiết bị thì gì xét. Kim Ji Sup, một chủ quán ăn nhỏ ở Seoul, cho biết kể từ khi đoạn video nói trên lan truyền vào tháng 3, khách hàng của cô đã bắt đầu thắc mắc về nguồn gốc của món kim chi mà cô bán trong nhà hàng của mình. Tôi nói với họ rằng kim chi của chúng tôi được sản xuất ở Trung Quốc. Nghe xong câu trả lời, Khách hàng không ăn kim chi nữa, cô nói. Mặc dù Hàn Quốc tự sản xuất kim chi, món ăn theo truyền thống, nhưng vẫn không đủ để đáp ứng nhu cầu của địa phương. Theo SCMP, Hàn Quốc nhập khẩu khoảng 300.000 tấn kim chi mỗi năm từ Trung Quốc, phần lớn là đưa đến các nhà hàng. Kim chi cũng đã trở thành một tâm điểm của một cuộc tranh cãi song phương giữa Hàn Quốc và Trung Quốc, kể từ khi Trung Quốc tăng cường chiến dịch yêu sách kim chi xuất xứ Trung Quốc. Đại sứ Trung Quốc tại Liên Hợp Quốc Trang Chun vào tháng 1, còn đăng lên mạng xã hội những bức ảnh ông tạo dáng với món kim chi mà ông làm. Phân tích lại dữ liệu tàu Max Express của Cơ quan Vũ trụ Châu Âu, ESA, các nhà khoa học NASA phát hiện rằng bằng chứng cho thấy sao hỏa không hề là một quả cầu khô hạn. Nhóm nghiên cứu của NASA đã phát hiện các phản xạ radar lạ xung quanh vùng cực nam của sao hỏa. Các tín hiệu này đã hé lộ hàng chục hồ nước cách bề mặt hành tinh này chưa đầy 1,6 km. Chúng tôi không chắc những tín hiệu này có phải là nước lỏng hay không, nhưng chúng lan rộng hơn so với những nghiên cứu ban đầu cho thấy. Tiến sĩ Jeffrey giải thích. Bằng chứng này đã bổ sung cho một nghiên cứu được NASA công bố từ tháng 3 cho thấy, nước trên hành tinh đỏ này không phải bị thất thoát hết vào vũ trụ như suy nghĩ trước đó, mà chủ yếu nằm bên trong hành tinh. Hiện nay bề mặt sao Hỏa trung bình là âm 63 độ C, quá lạnh để nước có thể ở trạng thái lỏng, nhưng một số bằng chứng của NASA trước đây cho thấy một số hồ ngầm có thể là nước lỏng. Theo nhóm nghiên cứu, ngoài các khoáng chất mặn, việc nước dưới hồ ngầm ở dạng lòng đã có một lời giải thích khả thi khác. Do hoạt động núi lửa, nếu đó là sự thật, đây sẽ là tin mừng bởi núi lửa và các hoạt động điện chất khác là một điều kiện hỗ trợ sự sống rất tốt. Nghiên cứu mới với sự phối hợp của hai cơ quan hàng không vũ trụ, hàng đầu là NASA và ESA, hứa hẹn thay đổi những quan niệm lâu đời về sao hỏa. Nó có thể chưa hoàn toàn bị chết vì khô cạn, mà vẫn đầy nước, thậm chí có thể có núi lửa. Và hôm thứ Bảy, Tổng thống Tanzania bà Samia Suluhu Hassan cho biết, Tanzania sẽ tìm cách khôi phục dự án cảng Bagamoyo. Bình luận của bà Hassan được đưa ra sau 5 ngày, sau khi bà đã có một cuộc nói chuyện với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình qua điện thoại. Thông tấn Tân Hoa Xã trích lời ông Tập nhắc lại với bà Hassan rằng, Tanzania là quốc gia châu Phi đầu tiên ông tới thăm trên cương vị chủ tịch nước. Và ông nhấn mạnh Trung Quốc luôn xem xét và phát triển quan hệ Trung quốc Tanzania từ góc độ chiến lược dài hạn. Vào năm 2013, sau khi nhậm chức chủ tịch, Tập Cận Bình bắt đầu chuyến thăm nước ngoài đầu tiên trên cương vị mới. Sau khi dừng chân ở Nga, ông Tập đã đến châu Phi. Chuyến du hành xuyên lục địa ba nước bắt đầu từ Tanzania. Tanzania là quốc gia Đông Phi nằm ở vùng hồ lớn châu Phi, có vị trí địa lý nằm đối mặt với Ấn Độ Dương. Nước này được xem là có thể đóng vai trò là cửa ngõ chính đến Trung Quốc Tài nguyên thiên nhiên từ khắp lục địa có thể được đưa lên các con tàu vận chuyển về đại lục Trung Quốc. Có thể Bắc Kinh đang đặt nhiều hy vọng vào quốc gia Đông Phi này. Kế hoạch xây cảng Bagamoyo được đề xuất do cảng chính Dar es Salaam bị tắc nghẽn, dự án cảng Bagamoyo trị giá 10 tỷ USD. Bagamoyo cách cảng Dar es Salaam khoảng 60 km, nhưng sau đó kế hoạch bị đình trệ do sự thất vọng của Tanzania về các điều kiện mà Trung Quốc đưa ra. Tổng thống quá cố John Makufu đã phàn nàn về các điều khoản bóc lột và khó xử kèm theo thỏa thuận Bagamoyo. Trong số các điều khoản mà ông Magufu không thích là yêu cầu từ phía Trung Quốc rằng không có cảng nào khác được xây từ Tanga ở phía Bắc cho đến Maswara ở phía Nam của Tanzania. Việc Trung Quốc tiếp tục dự án đầu tư cảng Bagamoyo dẫn đến suy đoán liệu họ có đang tìm kiếm một cảng ở Đông Phi cho mục đích quân sự của mình hay không. Kính thưa quý vị và các bạn, Dịch Covid-19 bùng phát ở Vũ Hán vào cuối năm 2019 đã lan rộng ra toàn cầu. Khi dịch lần đầu tiên bùng phát, chính quyền đại lục đã che đậy mọi thông tin quan trọng. Nhiều nhà báo vì muốn nói lên sự thật nên đã bị chính quyền đàn áp. Mới đây, một phóng viên của tờ Asian Fran Press đã giành giải nhất cho tác phẩm ảnh về nạn dịch ở Vũ Hán. Với hình ảnh một cụ già nằm chết trên vỉa hè, tác phẩm đã phản ánh mức độ nghiêm trọng của dịch trong những ngày đầu bùng phát ở Vũ Hán. Ngày 24 tháng 6, nhiếp ảnh gia người Chile. Hector Ratama của Asian Front Press có trụ sở ở Thượng Hải đã giành giải nhất hạng mục tác phẩm nhiếp ảnh xuất sắc do Hiệp hội các nhà xuất bản châu Á SOPA trao tặng. Nhà báo người Venezuela Leo Ramirez của Asian Front Press văn phòng Bắc Kinh đã giành giải nhì trong hạng mục phóng sự video xuất sắc. Theo báo cáo, hai nhà báo đoạt giải đã đến Vũ Hán cùng với nhà báo người Pháp Sebastian Ricci vào ngày 23 tháng 1 năm 2020. Cùng ngày, Đảng Cộng sản Trung Quốc ra lệnh đóng cửa Vũ Hán. Trong 8 ngày tiếp theo, họ là nhóm đa phương tiện duy nhất của một tổ chức quốc tế đưa tin về những con đường vắng vẻ và những bệnh viện đông đúc của thành phố 11 triệu dân này. Vào thời điểm đó, vô số bệnh nhân ở Vũ Hán không có nơi nào để khám chữa bệnh và họ đang vật lộn trên ranh giới của sự sống và cái chết. Trong thời gian này, các phóng viên AFP đã cho ra đời nhiều bức ảnh và video đáng nhớ. Trong số đó, bức ảnh chụp một cụ già nằm chết trên vỉa hè ở Vũ Hán của Hector Ritimo đã giành giải nhất. Ban giám khảo SOPA kết luận rằng bức ảnh của ông Ritimo cho chúng ta thấy chính xác nó như thế nào. Ban giám khảo cũng tuyên bố rằng đoạn video ngắn do phóng viên quay ở Vũ Hán nhiều lượt truy cập và phần thuyết minh tuyệt vời. Không chỉ giải thích những gì mọi người nhìn thấy mà còn đưa những hình ảnh này vào bối cảnh toàn cầu rộng lớn hơn. Sau khi đại dịch viêm phổi Vũ Hán bùng phát ở Vũ Hán vào tháng 12 năm 2019, Chính quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã kiểm soát chặt chẽ tin tức và che đậy dịch bệnh. Rất nhiều tin tức thực tế được truyền thông ở nước ngoài như Asian Prime Press hoặc thông qua các phóng viên độc lập, các chuyên gia truyền thông tự do và cư dân mạng đã đưa tin ra nước ngoài. Trong số đó, phóng viên tự do Trần Thu Thực đã thâm nhập vụ án trong những ngày đầu dịch bệnh bùng phát và liên tục tiết lộ tình hình thực tế của dịch bệnh với thế giới bên ngoài thông qua mạng xã hội. Anh cũng bị chính quyền Trung Quốc cưỡng chế bắt đi vào đầu tháng 2, hơn nửa năm sau khi mất tích một người bạn là Trần Thu Thực, là Từ Hiểu Đông, mới tiết lộ nguyên nhân Trần Thu Thực không về nhà là do anh bị giám sát bởi một lực lượng an ninh bí mật. Vào cuối tháng 3 năm nay, Trần Thu Thực đã trở về nhà, nhưng nhất cử nhất động của anh đều bị an ninh theo dõi. Một nhà báo công dân khác, Phương Bân, người từng quay một đoạn video trực tuyến ở Vũ Hán để vạch trần sự thật khi dịch bệnh bùng phát. Phương Bân từng tung tin bệnh viện số 5 Vũ Hán xử lý 8 xác chết chỉ trong vòng 5 phút. Khi Phương Bân đến bệnh viện, tuyến đầu ở Vũ Hán để quay một đoạn video quý giá và đăng tải. Cảnh sát địa phương đã nhanh chóng tới cửa nhà anh ta. Đến nay, tung tích của Phương Bân vẫn là một ẩn số. Cho đến nay, vẫn chưa có luật sư đại diện cho trường hợp của Phương Bân và gia đình anh không còn cách nào khác, ngoài việc từ chối sự trợ giúp từ bên ngoài vì lý do không rõ anh còn sống hay đã chết. Một tín hiệu gần đây cho thấy các nhà ngoại giao chiến binh sói của Trung Quốc khó có thể dừng, nghe nanh múa vuốt. Một thái độ đã trở nên nổi tiếng của các nhà ngoại giao Đảng Cộng sản Trung Quốc. Đó là đánh giá của các nhà phân tích và cựu quan chức ngoại giao đang cố gắng xác định liệu một Trung Quốc ngày càng tích cực sẽ giảm nhẹ luận điệu sau nhiều năm chỉ trích Washington, Brussels, nhóm các cường quốc công nghiệp G7 và NATO trong số những nước khác. Tôi không thể cố gắng, nhưng tôi hứa sẽ cố gắng sẽ cố gắng. James Green, một nhà nghiên cứu tại Đại học Georgetown, nói một cách trào phúng khi nói về nỗ lực kiềm chế tác phong của các nhà ngoại giao chính làng Bắc Kinh. Các nhà phân tích và cựu quan chức nói rằng có một số lý do khiến một sự thay đổi lớn trong lập trường hiếu chiến khó có thể xảy ra. Họ nói chính sách ngoại giao chiến lang phản ánh tính cách và các ưu tiên chính sách của ông Tập. Lập trường thách thức cũng rất phổ biến ở quê nhà. Nhà ngoại giao hàng đầu Dương Khích Trì đã được xem là người hùng sau khi nhấc móc Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken trong hơn 15 phút trong cuộc hội đàm ở Alaska hồi tháng 3. Thậm chí, thông điệp của ông Dương còn được in trên áo phông, túi sách và ốp lưng điện thoại. Và trong khi phong cách ngoại giao thiếu chiến này có một cái tên mới, thì nguồn gốc của nó bắt nguồn từ thời kỳ đầu của Trung Quốc hiện đại. Vào năm 1950, tạp chí Tham đã mô tả một bài diễn văn tại Liên Hợp Quốc do nhà ngoại giao cách mạng Trung Quốc, Hu Sư Quan, truyền tải đã biến cuộc họp thành hai giờ kinh khủng của sỉ và sôi sục và sự phun trào thù hận không gì sánh được. Ông ấy đã phát biểu bài phát biểu thẳng thắn đến nỗi những chiến binh sói ngày nay giống như một lũ ngốc Peter Martin, tác giả cuốn Dân quân Trung Quốc làm nên ngoại giao chiến binh sói, cho biết tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế CSIS. Khi quân lực của ông Tập ngày càng tăng, các nhà phân tích phỏng đoán rằng các trợ lý trung úy của ông chỉ nói với ông ấy những gì ông ấy muốn nghe. Ít nhất, tuyên bố của Bộ Chính trị cho thấy rằng Bắc Kinh hiểu rõ vấn đề hình ảnh đối ngoại của mình. Trong những năm gần đây, các nhà ngoại giao Trung Quốc cũng làm tốt một số việc. Hầu hết làm việc chăm chỉ, nói được một số ngôn ngữ, giữ bí mật và dành nhiều năm để phát triển kiến thức chuyên môn trong khu vực. Tuy nhiên, giữa ngoại giao phương Tây và Đảng Cộng sản Trung Quốc là có sự khác biệt. Ở phương Tây, Sứ Tần được khen thưởng vì đã chủ động vượt qua các vấn đề, giữ bình tĩnh, nhưng chắc chắn là xây dựng mối quan hệ cá nhân với các đối tác nước ngoài. Còn hệ thống ngoại giao Trung Quốc có xu hướng trung thành gần như tuyệt đối với Đảng Cộng sản, tuân thủ chặt chẽ và theo dõi lẫn nhau. Động lực để trở nên sói chiến hơn là bởi ông Tập đã nhiều lần kêu gọi tinh thần dám chiến đấu để bảo vệ lợi ích cốt lõi của Trung Quốc và những người tuân thủ đều được khen thưởng. Nghiên cứu của các nhà phân tích Giao Giao Tài và Lu Ross, Lu Chiu, được công bố trên blog Chuồng Khỉ vào tháng 5 cho thấy, trung bình 10% các bài phát biểu của Bộ Ngoại giao Trung Quốc là gây chiến và thủ địch trước năm 2012, và con số tăng lên hơn 25% trong các năm 2019 và 2020. Các quan chức Mỹ cũng không phải là hình mẫu của sự đúng mực không bao giờ mất bình tĩnh, nhưng các trường hợp mất bình tĩnh của họ thường chỉ ngoại lệ chứ không phải là một phần của bất kỳ sơ đồ chiến thuật nào. Thưa quý vị, bản tin tối của DKN TV đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe, hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.